Rồi, vô. Dạ, em xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ trình bày về kỹ năng tự học 4.0 là như thế nào. Đây là top 10 kỹ năng quan trọng để giúp chúng ta thành công trong cuộc sống. Thứ nhất là kỹ năng học và tự học. Thứ hai là kỹ năng giải quyết vấn đề. Thứ ba là kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân. Thứ tư là kỹ năng làm việc đồng đội. Thứ năm là kỹ năng thuyết trình. Thứ sáu là kỹ năng tư duy sáng tạo và mạo hiểm. Thứ bảy là kỹ năng lắng nghe. Thứ tám là kỹ năng lập kế hoạch tổ chức công việc. Thứ chín là kỹ năng đàm phán. Và cuối cùng là kỹ năng giao tiếp và ứng xử. Hôm nay em sẽ trình bày một trong những kỹ năng quan trọng là kỹ năng tự học. Có rất nhiều khái niệm về kỹ năng tự học, như là nhà ngôn ngữ Pháp ông Holles đã nói là tự học là khả năng tự lo cho việc học của chính mình. Còn ông Benson thì nói là tự học là sự nhận thức về quyền của người học trong hệ thống giáo dục. Còn ông David thì nói là tự học là vấn đề mối tương quan tâm lý của người học với quá trình và nội dung học. Còn bác Hồ của chúng ta thì nói là tự học là cách học tự động. Quá nhiều khái niệm thì chúng ta sẽ hiểu tự học như thế nào? Chúng ta có hiểu một cách nôm na tự học là không phải là sự ép buộc của ai đối với mình, mà tự học là sự chủ động của chính bản thân mình đối với việc học, là chúng ta sẽ đề ra một kế hoạch rồi chúng ta sẽ triển khai cái kế hoạch đó để giúp cho cái kiến thức của chúng ta sẽ được trau dồi. Còn tự học sẽ được nhằm nâng cao cái sự hiểu biết của bản thân mình để phát triển và hoàn thiện nhân cách. Xin phần tiếp theo là vậy tại sao chúng ta phải học? Thứ nhất là tự học là một việc cực kỳ thú vị, vì tự học sẽ giúp chúng ta phá bỏ mọi khuôn khổ, khỏi sức sáng tạo mà không bị bất cứ ai, bất cứ điều gì làm gặp cản. Tự học không giống như là ở trường mà thầy cô giáo bắt chúng ta phải học bài hay thi cử, mà tự học là chúng ta phải tự tìm hiểu thông qua, có thể là thông qua mạng, thông qua sách vở, hoặc là thông qua một người nào đó mà người ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Tự học cũng có thể giúp chúng ta hình thành được cái tính tích cực, độc lập, tự giác trong học tập cũng như là nền nếp làm việc khoa học. Tự học còn giúp con người thích ứng với mọi biến cố của sự phát triển kinh tế xã hội. Do là xã hội ngày càng đi lên mà chúng ta không học thì chúng ta sẽ bị lạc hậu so với mọi người. Hoặc là cái máy móc bây giờ là đang phát triển thì chúng ta mà không phát triển theo cái xã hội đó, thì chúng ta sẽ tự đào thải mình ra khỏi cái xã hội này. Và đây là bốn phương pháp của việc học. Thứ nhất là có quan sát, phân tích, đúc kết và thực hành. Giống như là khi mà em làm bên marketing, em tìm hiểu về cái cách nào để quảng bá một sản phẩm của công ty á, thì em phải tổng hợp từ nhiều nguồn, như là có thể là từ sách vở hoặc là internet. Rồi em sẽ làm khi đó thì em sẽ lựa chọn những cái ý chính, cái mà mọi người hay tìm kiếm nhất, rồi em sẽ tổng hợp lại và em gác lại thành một bài, xong đó thì em mới đăng lên một trang web. Sau đây là những cách học hiệu quả, như là trước khi học thì trước khi mình làm một cái gì đó thì mình đều có kế hoạch. Thì cái kế hoạch thì chúng ta phải xác định được cái kế hoạch và mục tiêu một cách rõ ràng. Cái kiến thức cần phải trau dồi, và khi mà chúng ta thực hiện một kế hoạch nào đó thì chúng ta phải phân bổ thời gian cho nó hợp lý. Nếu không thì mình sẽ bị trì trệ và không có đúng như cái ý muốn mà mình muốn. Thứ hai là tự học thì rất là khó, là chúng ta không có ai để hướng dẫn thì cái việc đó thì sẽ làm cho ta mất cái sự nhẫn nại và sự kiên trì. Nếu như chúng ta không có cái mục tiêu đúng đắn thì chúng ta sẽ không có sự kiên nhẫn này, mà chúng ta hãy nghĩ đến cái mục tiêu mà mình đề ra thì mình sẽ có sự kiên trì này. Kỷ luật thi học là khi mà mình học thì mình phải tập trung cao độ trong cái việc học, còn nếu không thì chúng ta sẽ bị lơ lãng và chúng ta sẽ mất đi cái kiến thức mà mình đã dự định là hôm nay sẽ làm cái gì. Và tìm kiếm tài liệu thì trên mạng rất có rất nhiều là tài liệu, nhưng mà chúng ta
liệu sao cho nó hợp lý, như là nó sẽ có rất là nhiều một bài dài vậy, mình sẽ tìm được những cái ý cốt lõi nào để cho mình còn cái ý nào thì mình sẽ tìm cái đó, nhưng mà mình phải chọn lọc cái ý chính trong cái bài đó để mình có thể ghi nhớ, chứ không là mình sẽ bị rối não và mình không thích học nữa. Rối não không cảm cho mình nghe. Và sau đó thì mình phải kiểm tra lại kiến thức. Kiểm tra kiến thức là khi giống như là khi mình thi tiếng Anh đó, thì sẽ có những bài test thì coi là cái kiến thức của mình là tới đâu. Thì tự học cũng vậy, tự học thì mình nên kiểm tra lại là cái vấn đề đó mình đã biết được bao nhiêu. Nếu mà mình chưa biết đó, thì mình nên là tìm hiểu thêm còn cái những vấn đề mà mình quan tâm. Học cách ghi nhớ thì có rất nhiều cách ghi nhớ, giống như là khi mình học một bài nào đó thì mình có thể là học thuộc lòng, giống như là học thuộc lòng là nhỏ, có người thì chỉ đọc hầm trong miệng, có người thì đọc lớn thì mới nhớ, hoặc là có những người thì ghi ra vở sách. Thì mình coi cái cách nào là ưu điểm của mình thì mình làm cái đó. Chọn lọc thông tin và kiến thức thì cũng như là em đã chỉ mình nói là ở ngay chỗ tìm kiếm tài liệu là mình sẽ chọn lọc những cái thông tin nào mà đúng mà cần, chứ đừng có lan bang. Hiểu sâu và thường xuyên ôn tập thì cái này là mình nên học sao ta cái vấn đề nào mà mình biết đó, thì mình nên là coi lại, xem lại một cái bài. Giống như là em học tiếng Anh thì cái những cái từ vựng lúc đầu á mình học bớt, có thể là sau này mình sẽ quên đi một hai ngày đó, thì mình cứ mỗi ngày mình ôn lại một chút xíu thì mình sẽ nhớ lâu hơn và mình sẽ hiểu sâu và mình áp dụng được vào cái bài thi nếu như có những cái từ đó. Cái ý nghĩa của việc học, thứ nhất là tự học sẽ giúp bạn định hướng hoạch định được cái kết quả học tập tích cực và hiệu quả. Nó sẽ giúp chúng ta chiếm lĩnh được cái nguồn kiến thức một cách chủ động. Người tự học thì sẽ luôn cảm thấy bản thân chủ động trong mọi việc, đem lại cho bản thân tinh thần khao khát và được chiếm lĩnh tri thức, không cần ngần ngại trước khó khăn thử thách trong học tập. Tự học thì còn giúp cho bản thân chúng ta đánh giá và chọn lọc được phần tri thức quan trọng, hữu ích, trau dồi năng lực của mình. Liên hệ bản thân là em đã được làm được những gì ở công ty. Đây là câu hỏi của sếp, như là câu hỏi của sếp. Như là sếp thì mỗi ngày thì anh sẽ cho em một bài, sẽ kêu em là tự học một bài nào đó để nạp Excel. Rồi trước khi em làm một bài này thì em sẽ được học Word, PowerPoint. Thì một người xuống thôi, người nào nghe làm thì cứ nghe, nghe khách nó chờ đâu, tức là hai ba khách nó chờ nhờ. Một người xuống đi, đi xuống bán cho Kim Nhung nào đó. Rồi còn hàng đây là sự cái tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Khi mà em không biết cái gì đó thì mọi người có thể giúp đỡ em, như là chỉ em cái cách đo, chỉ em cái cách này là biết làm sao, chỉ em cái con, chỉ em từng mọi thứ. Trong cái tự học cũng vậy, luôn phải có sự hỗ trợ lẫn nhau. Giống như mình có thể hỏi bạn bè, hỏi thầy cô, hoặc là hỏi những người lớn mà biết về cái việc mà mình đang tìm kiếm. Còn cái này là cái cách mà tụi đăng bài trên cái trang web, như là các trang mạng online như là Lazada, Shopee. Thì đây là cái bạn Ly đã chỉ em làm mọi thứ ở trên đây, là bạn đã hỗ trợ cho em. Và sếp thì chỉ cho em tạo một kênh YouTuber để đăng bài về các sản phẩm của công ty. Cái cây quạt là luôn phải tìm kiếm những cái từ mà chúng ta phải cái từ mà mọi người hay